Bây giờ là 4:35 và bọn mình đang chuẩn bị xách hành lý và di chuyển từ nhà đi đến sân bay. Hello mọi người, rồi cùng thì bọn mình cũng đến Đà Lạt. Bây giờ là tầm mấy giờ nhỉ? 9 giờ hay là 9 rưỡi? 10 rưỡi. Nhưng mà 12 rưỡi bọn mình mới được nhận phòng. Thế nên là bọn mình quyết định là để đồ ở homestay rồi đi ra quảng trường Lâm Viên để check in một chút. Ở đây thì mình ở cái khu homestay của mình ở cách đây tầm 500m thôi, nên bọn mình đi bộ khá là dễ. Đây cũng là chuyến đó du lịch đi xa đầu tiên của ba đứa. Bây giờ bọn mình đang ở chợ đêm Đà Lạt. Không thấy gió là không thấy gió là đây không? Đấy thử xem cái đấy. Đó con ăn ngon, con mua xíu thôi. Ôi trà cứ ăn đi mày của con ơi. Cô là cái vô là ăn thôi chứ còn không có bớt. Hơn 5 giờ và bọn mình đang ở trên đồi Đa Phú. Bọn mình đang đợi mặt trời mọc lên để săn mây. Ở đây cũng mọi người cũng khá là đông. Thời tiết ở đây cũng lạnh lắm. Nhưng mà bây giờ 5 giờ hơn mà tối om ấy. Không biết là tín nữa sẽ thế nào, nhưng mà hy vọng rằng là chuyến săn mây hôm nay của mình sẽ thành công. Bọn mình đang chết rét ở trên đồi Đa Phú đây. Rét quá. Mãi không thấy mặt trời mọc. Đợi được mấy lần. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Bây giờ bọn mình đang có mặt tại đồi cỏ Hồng thì nó cũng cách cái đồi Đa Phú thì không xa đâu. Mọi người di chuyển đây một chút. Ngày hôm nay thì bọn mình đặt xe tour 950 ba đứa thì di chuyển trong vòng 8 tiếng và giới hạn trong vòng 110 cây. Thì mình nghĩ là nếu mà mọi người mong muốn là
ngày hôm nay mà muốn trải nghiệm đi nhiều nơi thì mình nghĩ là cái tour này cũng khá là hợp lý. Your sweetness could reach everyone, there'd be no wars.